mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta xử lý cái lỗi mà không ký giấy của cái con 560 rồi 3170 rồi nha mọi người. Mấy cái con này là do cái bánh xe này nó chạy một thời gian nó bị mòn rồi. Rồi cái nào nó bị mòn á, rồi nó không có bấm giấy được, khi mà chúng ta phụ cái tay vào thì nó mới bấm được á, nên chúng ta phải thay nó nha. Chúng ta thay cái bánh mà nó có còn bánh răng này thấy không, mới thì nó sẽ kéo được nha, bình thường nha. Cái máy này chúng ta tháo ra chúng ta thay nha. Nó chạy một thời gian rồi nó sẽ không kéo giấy được, cái bánh xe kéo giấy nó nằm phía sau này nha, chúng ta phải tháo cái máy này chúng ta mới lấy ra được nha. Tháo ra rồi chúng ta lấy chúng ta thay nó nha. Rồi sau khi mọi người lấy ra thì mọi người thay cái này qua, bỏ cái này nha, người rửa này bỏ ra. Chúng ta bỏ cái bánh này đi, bánh này nó cũ rồi nó không có kéo được, nhưng chúng ta phải tháo cái máy ra chúng ta mới thay được. Máy 3170 ha, máy 560 đó, từ 560 rồi mấy cái mã này, mấy cái mã đó, cái dầm này này nó sẽ có cái lót chế nằm phía dưới nha mọi người, phải thay nó mới chạy được nha. Nếu chúng ta phải thay nó thì nó mới chạy ok mà. Giờ mình sẽ thay cái bánh xe cái giấy này nha. Ta phải tháo cái máy này ra luôn nè, chúng ta tháo vậy chúng ta mới lấy được cái bánh xe lớp giấy của nó nha. Đấy, tháo rồi mình mới lấy được nha. Rồi bây giờ chúng ta thay, chúng ta rửa hết cái này ra nha. Chúng mình rửa hết cái bánh xe cũ ra, rồi chúng ta bỏ cái bánh mới vào thì nó mới kéo được nha. Bánh xe cũ này chạy một thời gian nó sẽ mất đi cái lượng bám dính đó, thì nó sẽ không kéo được, chúng ta thay nó thôi. Rồi chúng ta thay không, chúng ta bỏ vô lại là nó in bình thường rồi. Mọi người sẽ bỏ gắn vào nha, nên là nó không kéo giấy được. Đối với cái con này khi mà nó không kéo giấy là chúng ta phụ cái tay vào nha, thì nó sẽ nó kéo được thì do mấy cái bánh này nha mọi người. Còn nó lỗi không kéo giấy luôn á, rồi với lại lỗi kẹt giấy thì nó sẽ qua hướng khác nha mọi người. Chỗ này nó kéo giấy yếu á, nó kéo giấy thì được nhưng mà nó kéo giấy rất là yếu, chúng ta phải phụ cái tay vào thì nó kéo mới được, thì chúng ta mới xử lý thay cái này nha. Rồi giờ mình sẽ thay cái bánh xe này nha.